Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Đồng Nai ngày mới trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Chương trình sáng nay thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2024 sẽ có các nội dung đáng chú ý như: không để thiếu vật liệu phục vụ các dự án trọng điểm, gom yêu thương gửi đến người dân các tỉnh thành phía Bắc khắc phục hậu quả sau bão Yagi, nhiều điểm mới trong tuyển quân năm 2025. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục nội dung phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hôm qua, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành nội dung họp. Theo tờ trình của Chính phủ, việc xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam là cần thiết nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng đội ngũ sĩ quan, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, phù hợp với thực tiễn xây dựng quân đội tinh gọn, mạnh, hiện đại. Dự án luật được xây dựng ban hành theo quy trình một kỳ họp và theo trình tự thủ tục rút gọn. Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí về sự cần thiết ban hành luật, thấy rằng việc ban hành luật nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước về xây dựng đội ngũ sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam tinh gọn mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Việc sửa đổi bổ sung luật để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, kịp thời khắc phục vướng mắc, bất cập của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam về chức vụ cơ bản và chức vụ chức danh tương đương của sĩ quan, hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của sĩ quan, cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ chức danh của sĩ quan là cấp tướng và một số nội dung liên quan đến chế độ chính sách đối với sĩ quan. Cũng trong hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2024. Phiên họp nhằm xem xét cho ý kiến đối với 4 nội dung: dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, dự án luật dữ liệu, đề nghị xây dựng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, đề nghị xây dựng luật luật sư sửa đổi. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng chỉ rõ xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật là một trong 3 đột phá chiến lược. Vì thể chế vừa là nguồn lực động lực cho sự phát triển, theo Thủ tướng, tại Hội nghị Trung ương 10, Trung ương đã thảo luận cho thấy phải đẩy mạnh hơn nữa xây dựng và hoàn thiện thể chế. Cùng với yêu cầu thực tiễn đặt ra, một trong lý do cán bộ còn đụng đẩy sợ trách nhiệm, sợ sai chính là do thể chế, do đó phải tháo gỡ về thể chế để cán bộ công chức dám làm không sợ sai. Trung ương cũng nhất trí tăng cường con người, cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ, những người tham gia làm thể chế. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng pháp luật, ưu tiên nguồn lực, con người, cơ sở vật chất, tài chính cho công tác này, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nếu ai sợ trách nhiệm thì đứng sang một bên. Tại Đồng Nai, chiều qua, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu cho dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Về phía tỉnh Đồng Nai có đồng chí Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hiện vẫn chậm. Đối với nguồn vật liệu, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đề nghị tỉnh Đồng Nai khảo sát thêm các vị trí thích hợp để đề xuất tránh thiếu vật liệu phục vụ cho các dự án trọng điểm đang triển khai. Đối với dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư hiện vẫn còn da beo, không liên tục và nhiều vị trí khó có đường tiếp cận đến vị trí bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Cụ thể, thành phố Biên Hòa không thi công được hơn 15 hecta trên 22,5 hecta đã bàn giao, còn huyện Long Thành hiện không thi công được gần 20 hecta trên 45 hecta đã bàn giao. Về vật liệu, đất đắp nền đường. Đối với mỏ thương mại trên địa bàn tỉnh, qua khảo sát đánh giá chất lượng đất đắp tại cụm mỏ Thiện Tân Thành Phú thuộc huyện Vĩnh Cửu, không đảm bảo chất lượng đất đắp cho dự án. Còn tại mỏ Tân Cang 1 và mỏ Tân Cang 7, thủ tục pháp lý vẫn chưa đảm bảo khai thác. Đối với mỏ đề xuất mở mới theo cơ chế đặc thù, tỉnh Đồng Nai chưa thống nhất cơ chế áp dụng cấp phép khai thác. Về bãi đổ thải, qua phối hợp rà soát, các vị trí đổ thải hiện tại đều không phù hợp hoặc không đủ trữ lượng tiếp nhận đất không thích hợp. Tại buổi làm việc, các đơn vị liên quan cũng kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục pháp lý để các mỏ thương mại được khai thác cung cấp vật liệu đất đắp cho dự án thành phần 1. Với các mỏ đề xuất theo cơ chế đặc thù, các đơn vị cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ hướng dẫn tháo gỡ nhằm đẩy nhanh thủ tục cấp phép đối với các vị trí khai thác đất đắp theo cơ chế đặc thù đã
được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận để các nhà thầu chủ động nguồn cung đảm bảo yêu cầu tiến độ của dự án. Liên quan đến cái vấn đề đất đắp thì tôi cũng đề nghị là các cái cơ quan, trong đó có Sở Tài nguyên Môi trường và các cái sở khác và văn phòng sẽ bố trí một cái buổi và xử lý ngay trong cái tuần này để xong cái nội dung liên quan tới đất đắp. Sau đó các ông chỉ về triển khai thực hiện. Thời điểm này là theo tôi là cũng quá chậm trễ, và mình cũng đã xin ý kiến ban thường vụ tỉnh ủy rồi. Thì tôi thấy cái thời điểm này là chúng ta đủ cái điều kiện để chúng ta xử lý cái nội dung này rồi. Cảng không quốc tế Long Thành thì muốn kết nối được với cả các địa phương khác, muốn kết nối được cả đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, dự án bến nước Long Thành và các dự án khác thì phải có cái dự án này nó thông, nó khánh thành. Nên chúng tôi rất mong là đề nghị anh ưu tiên tập trung chỉ đạo, đặc biệt ở huyện Long Thành, để chỉ đạo ban bồi thường và các cơ quan tập trung để giải phóng cái dự án thành phần 2. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải mong muốn tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm tại địa bàn để sớm về đích 500 ngày thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc như Thủ tướng phát động vào giữa tháng 8 2024 vừa qua. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng kỳ vọng các dự án trọng điểm giao thông tại Đồng Nai khi hoàn thành sẽ giúp địa phương phát triển cất cánh vươn xa trong tương lai. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng đã có buổi kiểm tra tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đoạn qua các xã Phước Bình và Phước Thái. Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 đoạn qua huyện Long Thành dài 28 km, tổng diện tích thu hồi gần 230 ha của gần 2.800 tổ chức, hộ gia đình cá nhân. Tại đây, Bí thư Huyện ủy Long Thành đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, khẩn trương xác minh, hoàn chỉnh các hồ sơ còn lại để phê duyệt phương án bồi thường, đồng thời tổ chức kiểm tra rà soát các vị trí ưu tiên để bàn giao mặt bằng sớm cho đơn vị thi công, nhất là các khu vực cầu vượt, hầm chui, v.v. Song song đó, cấp ủy chính quyền địa phương cần tăng cường sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức, tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng, đảm bảo tiến độ chung của cả dự án. Thưa quý vị khán giả, sáng nay tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Nai. Hội nghị dự kiến có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng 600 đại biểu là lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố, cơ quan ngoại giao, tổ chức hiệp hội, viện nghiên cứu chuyên gia kinh tế, các trường đại học, các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội các nhà đầu tư, các tập đoàn, tổng công ty các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, các ngân hàng lớn, liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế trung ương và địa phương. Theo quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Đồng Nai trở thành tỉnh phát triển văn minh hiện đại, tốc độ tăng trưởng cao, vượt qua ngưỡng thu nhập cao trong nhóm đầu của cả nước, kinh tế phát triển năng động và đi đầu trong phát triển kinh tế hàng không, công nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, hệ thống đô thị phát triển đồng bộ hiện đại thông minh bền vững, giàu bản sắc, đặc trưng là phát triển đô thị sân bay, đô thị sinh thái đẳng cấp quốc tế. Bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy, môi trường sinh thái được bảo vệ thích ứng với biến đổi khí hậu, quốc phòng an ninh được đảm bảo vững chắc. Tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Nai phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương, đi đầu trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ thông minh hiện đại, là trung tâm giao thương quốc tế, du lịch dịch vụ gắn với các đô thị đẳng cấp quốc tế, nơi tập trung trí thức và nhân tài, lấy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm và hoàn thành mục tiêu phát thải ròng bằng không. Các lĩnh vực xã hội phát triển hài hòa, người dân có cuộc sống vững vinh hạnh phúc, quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc. Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng xác định năm đột phá phát triển gồm: khai thác hiệu quả cảng hàng không quốc tế Long Thành và triển khai dự án sân bay lưỡng dụng Biên Hòa gắn với mô hình đô thị sân bay, hoàn thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, trong đó tập trung vào hạ tầng giao thông, thủy lợi, đô thị, hạ tầng, năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng y tế, giáo dục, an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển đô thị gắn với định hướng giao thông công cộng, xây dựng các khu công nghiệp xanh, thực hiện chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu theo lộ trình thực hiện mục tiêu giảm phát thải carbon, tập trung thu hút đầu tư các dự án công nghiệp hiện đại có giá trị gia tăng cao, công nghệ mới, thân thiện môi trường, gắn với chuỗi giá trị toàn cầu, xây dựng khu trung tâm đổi mới sáng tạo,
khu công nghệ thông tin tập trung, các dự án chuyển đổi số, phát triển các tổ hợp giáo dục, đào tạo chuyên sâu cho vùng Đông Nam Bộ, triển khai các dự án đô thị, du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp, tập trung phát triển các khu đô thị, du lịch, dịch vụ kề cận sân bay Long Thành, khu đô thị, du lịch núi Chứa Chan, hồ núi Le, chuỗi đô thị ven sông Đồng Nai, ưu tiên khu vực thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành, huyện Nhân Trạch. Tiếp tục với các thông tin kinh tế đời sống đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu chung là đến năm 2030 sẽ đào tạo phát triển đội ngũ nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn có chất lượng, tập trung vào công đoạn thiết kế vi mạch bán dẫn, đóng gói và kiểm thử vi mạch bán dẫn. Trong đó đào tạo được ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên, phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn trong tất cả các công đoạn của chuỗi giá trị trong ngành công nghiệp bán dẫn. Cụ thể đào tạo ít nhất 42.000 kỹ sư, cử nhân, có ít nhất 7.500 học viên thạc sĩ và 500 nghiên cứu sinh. Đào tạo ít nhất 5.000 nhân lực có chuyên môn sâu về trí tuệ nhân tạo, phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn. Bên cạnh đó, đào tạo chuyên sâu về công nghiệp bán dẫn cho 1.300 giảng viên của Việt Nam giảng dạy tại các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở hỗ trợ đào tạo và doanh nghiệp. Mục tiêu đến năm 2050, Việt Nam có đội ngũ nhân lực mạnh, gia nhập vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam cả về chất lượng và số lượng. Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết trong tháng 8 năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Singapore tiếp tục mạch tăng trưởng tích cực, đặc biệt là chiều xuất khẩu sang Singapore. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Singapore trong 8 tháng của năm đạt tăng trưởng vượt bậc với mức tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2023. Ngoài ra, số liệu thống kê cho thấy chiều xuất khẩu sang Singapore đạt 678,61 triệu đô la Mỹ, tăng trưởng 58,4%. Đây là mức cao nhất từ cuối năm 2022 tới nay. Với động lực từ các ngành sản xuất điện tử và máy móc thiết bị, mức tăng trưởng này đã đưa Việt Nam lên một bậc, trở thành đối tác xuất khẩu lớn thứ 18 vào Singapore. Cục Tin học và Thống kê Tài chính Bộ Tài chính cho biết, tính đến giữa tháng 8 2024, hệ thống hóa đơn điện tử đã tiếp nhận và xử lý hơn 9,6 tỷ hóa đơn. Về hoạt động khai thuế điện tử, tính đến cuối tháng 6 2024, đã có hơn 930.000 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt tỷ lệ gần 100%. Ngoài ra, Bộ Tài chính đã hoàn thành xây dựng cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế. Trong đó đã có hơn 100 nhà cung cấp nước ngoài đến từ nhiều quốc gia thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử. Tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp trong năm 2024 là hơn 4.000 tỷ đồng. Nghị định số 100 năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã mang đến một loạt thay đổi. Trong đó thay đổi đang thu hút sự quan tâm lớn nhất là về lãi suất cho vay nhà ở xã hội được điều chỉnh theo mức lãi suất cho vay đối với hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định trong từng thời kỳ. Trước đây, theo quyết định 486 của Thủ tướng Chính phủ, lãi suất này chỉ dao động từ 3 đến 4,8% một năm. Tuy nhiên, khi Nghị định 100 có hiệu lực, lãi suất vay mua sửa chữa nhà ở xã hội đã tăng lên và theo chuẩn cho vay hộ nghèo hiện tại là 6,6% một năm. Điều này khiến người có nhu cầu mua nhà ở xã hội và các chủ đầu tư đều lo lắng. Với sự thay đổi này, một người có thu nhập 10 triệu đồng một tháng đủ điều kiện vay thì nếu vay 700 triệu đồng để mua nhà ở xã hội tại ngân hàng chính sách xã hội, tính theo mức lãi suất mới là 6,6% một năm so với mức lãi suất cũ là 4,8% một năm. Mỗi tháng tiền lãi phải trả thêm khoảng 1,3 triệu đồng cộng với tiền gốc khoảng 3 triệu đồng. Hàng tháng chi phí cho trả tiền mua nhà chiếm tới trên 70% thu nhập. Hiện tại đã có một số ý kiến kiến nghị chính phủ xem xét giữ nguyên mức lãi suất 4,8% một năm để tạo điều kiện cho người dân mua nhà, chủ đầu tư an tâm đầu tư dự án nhà ở xã hội. Một số khác đề xuất đưa lãi suất xuống dưới mức 5% một năm là phù hợp. Chương trình sáng nay quay trở lại với các thông tin đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đoàn kiểm tra của tỉnh Đồng Nai do ông Phan Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn giai đoạn 2019-2023. Hiện toàn huyện Nhân Trạch có 48 cơ sở nấn, nhà sách, kinh doanh, văn phòng phẩm. Huyện Nhân Trạch đã thực hiện 16 cuộc kiểm tra đối với 32 cơ sở kinh doanh. Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, các ngành chức năng của huyện đã kiểm tra gần 8,3 ngàn lượt cơ sở kinh doanh thực phẩm, đã phát hiện và xử phạt
phạt 111 cơ sở vi phạm với số tiền phạt gần 628 triệu đồng. Kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã ghi nhận những khó khăn và kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến luật xuất bản. Đối với công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, đoàn kiểm tra đề nghị phải xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm hoặc tái vi phạm nhiều lần trong thời gian tới. Thực hiện đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ, những năm qua, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đồng Nai đã phối hợp cùng với các đơn vị củng cố kiện toàn hệ thống thư viện cấp xã, phường, thị trấn, các trung tâm giáo dục cộng đồng trên địa bàn, thường xuyên luân chuyển sách, báo đến phục vụ nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí của nhân dân. Đến nay, hệ thống thư viện công cộng tại Đồng Nai có 1 thư viện tỉnh, 11 thư viện cấp huyện, 65 tủ sách, trung tâm học tập cộng đồng xã, 164 tủ sách pháp luật, 1 thư viện công ty cao su, 11 thư viện kết hợp nông trường, xã, hơn 90 điểm bưu điện văn hóa xã. Thư viện cấp tỉnh và cấp huyện đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình hoạt động, được liên kết với nhau, sử dụng chung một phần mềm quản lý dữ liệu. Đồng thời, mạng lưới thư viện cấp xã được phủ rộng khắp. Đến nay, 100% các xã phường thị trấn tại Đồng Nai đã có thư viện tủ sách pháp luật. Bên cạnh đó còn có các tủ sách trong các trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa, các nông trường và điểm bưu điện văn hóa xã. Liên đoàn Lao động huyện Thống Nhất vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 9 tháng của năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. 9 tháng qua, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Trong những tháng cuối năm 2024, Liên đoàn Lao động huyện Thống Nhất sẽ tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở khu vực doanh nghiệp, chỉ đạo công đoàn cơ sở chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho đoàn viên lao động, kịp thời kiến nghị đề xuất bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên lao động, đồng thời không ngừng nâng cao vai trò của công đoàn cơ sở trong việc đại diện bảo vệ người lao động về lĩnh vực luật pháp, giải quyết tranh chấp thương lượng hòa giải, tạo được niềm tin cho chủ sử dụng lao động và tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế phối hợp ở các cơ quan đơn vị. Ngay sau lễ chào cờ đầu tuần hôm qua, Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch đã phát động toàn thể cán bộ công chức viên chức đóng góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại sau cơn bão số 3. Sau lễ phát động, cán bộ lãnh đạo công chức viên chức thuộc trụ sở Ủy ban nhân dân huyện đã đóng góp được trên 23 triệu đồng. Số tiền này sẽ được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, góp phần giúp đỡ đồng bào miền Bắc vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống. Những ngày qua, nhằm chia sẻ những tổn thất với người dân miền Bắc, cán bộ và công chức Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch đã thực hiện theo lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bằng nhiều hình thức như chuyển khoản vào số tài khoản quỹ cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và đóng góp bằng tiền mặt với mong muốn giúp đỡ nhiều hơn cho bà con vùng lũ. Thưa quý vị, cùng với cả nước, những ngày gần đây, các cấp chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã và đang tiếp tục quyên góp hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, chia sẻ với đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả nặng nề do bão số 3, bão Yagi gây ra để sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất kinh tế, ghi nhận tại thành phố Biên Hòa. Sau giờ làm việc, chị Trần Thiên Hương ngụ phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa cùng những người bạn đã tranh thủ với công việc thu gom, tập kết và phân loại tất cả các hàng hóa từ nhu yếu phẩm thiết yếu đến áo quần, tập sách học sinh từ những người thân, người đồng nghiệp ủng hộ chung tay đóng góp cùng Hội Chữ thập đỏ các cấp chuyển đến người dân và các em nhỏ ở các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 vừa qua. Thực sự là rất đau lòng khi thấy những người già, trẻ em và rất là nhiều người con dân Bắc đã tang thương. Một số bè bạn, anh chị em và những người đồng nghiệp của mình thì được sự chia sẻ và đồng cảm thì mọi người đã hỗ trợ chung tay với Hương những cái nhu cầu những nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con. Quá trình bắt đầu từ cái mùa lũ tới ngày hôm nay thì Hương đã đi được khoảng trên chục chuyến xe tải cũng được container và đã ra được tới khu vực cho những người dân ở ngoài Bắc cần. Hoạt động tương thân tương ái đầy ý nghĩa này cũng đã thu hút sự tham gia tích cực của nhiều người nước ngoài đang làm việc tại Đồng Nai. Tôi là người Ấn Độ và tôi đã sống và làm việc ở Việt Nam nhiều năm nay. Trước những mất mát khó khăn do thiên tai của người dân miền Bắc mà tôi liên tục cập nhật tin tức và thấy được, với tấm lòng của mình, ngoài trích phần lương thu nhập để đóng góp thì tôi cũng cùng những người bạn quyên góp hiện vật giúp bà con. Và tôi rất vui khi được biết chính phủ Ấn Độ cũng đã hỗ trợ đến người dân phía Bắc Việt Nam những vật dụng cần thiết để tái thiết cuộc sống. Thực sự tôi rất tự hào về điều đó và tôi rất yêu Việt Nam. Tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa, những ngày này có rất nhiều tổ chức cá nhân đến đóng góp kinh phí ủng hộ người dân vùng bão lũ phía Bắc.
Trong đó có nhiều em là học sinh phổ thông. Những anh xe ôm công nghệ hay chị bán vé số dạo cũng tranh thủ đóng góp phần kinh phí nhỏ có được, mong chia sẻ tấm chân tình của mình đến với bà con sớm khắc phục hậu quả nặng nề sau bão. Nhân dịp Tết, con được rất là nhiều lì xì. Con muốn dùng số tiền đó để giúp đỡ các bạn ngoài miền Bắc ạ. Con muốn gửi lời thân thương và muốn chúc các bạn cố gắng lên để vượt qua nỗi khó khăn này. Mong các bạn sớm được đến trường và gặp lại những người bạn của mình. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa đã ra lời kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức viên chức ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại cơn bão số 3 Ragi. Thì tính đến thời điểm hôm nay, thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận hơn 4 tỷ đồng. Về hình thức thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa tiếp nhận qua 3 nguồn, bao gồm là tài khoản quỹ cứu trợ của tại kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai và tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Những hành động nghĩa cử đẹp sẽ tiếp tục được người dân trong cả nước nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng chung tay đóng góp ủng hộ vì đồng bào ruột thịt miền Bắc thân thương. Tất cả cùng nhau đoàn kết để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và sẽ sớm ổn định lại cuộc sống. Thưa quý vị, thu gom rác thải tái chế là việc làm của giới trẻ giáo xứ Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom trong nhiều năm qua. Việc làm ý nghĩa này được giáo xứ, chính quyền địa phương quan tâm và khích lệ. Từ hoạt động hữu ích này đã giúp giới trẻ tạo quỹ thiện nguyện, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. Ai có rác cho giới trẻ không ạ? Tiếng hô quen thuộc đối với bà con ở ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom mỗi khi giới trẻ đi xin rác, đều đặn 3 đến 4 tháng một lần. Giới trẻ Tân Bắc thuộc giáo xứ Tân Bắc tập hợp cùng nhau đi thu rác thải tái chế tại nhà dân. Nhiệm vụ của nhóm là đi gom giấy báo, bìa cắt tông, chai lọ, v.v. tại các gia đình đã thông báo từ trước, rồi trở về điểm tập kết để phân loại. Gần 20 bạn trẻ với tinh thần đầy nhiệt huyết, tích cực tham gia hoạt động này. Hoạt động này được đông đảo người dân trong và ngoài xứ hưởng ứng tích cực. Gia đình chúng tôi thì rất là hưởng ứng về các cái hoạt động về gọi là xử lý những cái phế liệu để cho các cái quỹ giới trẻ của giáo xứ. Thứ nhất là cái việc làm này để tạo cho các anh chị có một cái tính gọi là mình biết thiện nguyện để mình gây được những cái quỹ giúp cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Khi mình làm như thế này tức là cũng làm cái ý thức gọi là bảo vệ môi trường, làm cho giáo xứ rồi xã hội nông thôn mọi cái môi trường nó cũng rất là sạch. Mỗi năm 3 đến 4 đợt các bạn trẻ ra quân thu gom ve chai. Từ các đợt bán ve chai, giới trẻ góp quỹ được trên 40 triệu đồng mỗi năm để tặng quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài xứ. Cùng với đó là các đợt thiện nguyện tại các vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Thông qua đợt thu gom, giới trẻ cũng tuyên truyền người dân phân loại rác tại nguồn, giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt bỏ rác thải nhựa, túi bao bì giấy và ni lông ra môi trường. Giới trẻ tụi em tham gia với tinh thần rất là hăng say, phục vụ, hy sinh phục vụ. Mục đích chính là tụi em để cho bác ái từ thiện những cái hoạt động của trong xứ và ngoài xứ. Một năm thì tụi em có 3 lần vào những ngày dịp lễ Tết, đặc biệt như là 29, 30, 24 vừa rồi. Cái mục đích cũng là để cho phân loại rác thải. Thay vì người ta đem đi vứt hoặc là đem đi bán với cái giá trị thấp thì có thể tụi em gom lại để tụi em tạo ra một cái giá trị cao hơn. Người dân rất là chung tay đồng lòng với tụi em. Việc mà thu gom ve chai thì nó mang một cái ý nghĩa rất là lớn. Thứ nhất là để cho thứ nhất là các bạn trẻ và dân cư trên địa bàn cũng nắm được cái phân loại rác thải tại nguồn, tại khu dân cư. Thì những cái việc làm đó thì cũng là góp phần cùng chính quyền địa phương để thực hiện các cái chỉ tiêu mà về xây dựng nông thôn mới nâng cao, về cảnh quan của môi trường của xã Bình Minh. Mô hình thu gom ve chai tạo quỹ bác ái của giới trẻ giáo xứ Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom là một việc làm rất ý nghĩa. Đây là hoạt động không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo ra nguồn quỹ thường xuyên để phục vụ công việc bác ái như thăm hỏi người ốm đau bệnh tật, hỗ trợ các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời gắn kết tình yêu thương, sẻ chia của chính những người tham gia chương trình này. Liên quan đến công tác tuyển quân, thưa quý khán giả, năm 2025 dự kiến chỉ tiêu giao quân của Đồng Nai tăng khoảng 4% so với năm 2024. Cùng với đó, khâu khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tiến hành kỹ hơn. Thanh niên bị tật về mắt ở mức thấp vẫn đủ điều kiện nhập ngũ. Đó là những điểm mới trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2025.
Thưa quý vị, xác định công tác tuyển quân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Thời gian vừa qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Biên Hòa đã tập trung chỉ đạo chặt chẽ các khâu các bước để nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Thời điểm này, toàn tỉnh đã chốt được lượng số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ năm 2025, trong đó có 170 trên 170 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành khâu xét duyệt chính trị, chính sách cấp xã. Việc hoàn thành công tác xét duyệt chính trị, chính sách hai cấp xã, huyện sẽ hoàn thành trong tháng 9. Đầu tháng 10, 2024 sẽ triển khai công tác khám sức khỏe cho thanh niên. Ban chỉ huy quân sự phường cũng là cơ quan thường trực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường, cũng tham mưu cho Hội đồng xây dựng cái kế hoạch phúc tra, cũng như là tham mưu ban hành cái nghị quyết tuyển chọn vào công dân nhập ngũ năm 2025. Đó, thì trên cơ sở đó, thì cơ quan quân sự cũng đã triển khai cho các khu phố tham mưu với lại bên ban chỉ huy công an tham mưu cho cái danh sách trong cái độ tuổi để mình tiến hành phúc tra đối với công dân nhập ngũ năm 2025. Để triển khai các bước tuyển quân năm nay đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng, cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Biên Hòa đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí để thực hiện công tác khám sức khỏe cho thanh niên theo quy định mới của Thông tư 105 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Theo đó, công tác khám sức khỏe ở cấp huyện, thành phố tiến hành khám đến cận lâm sàng. Cùng với đó, thông tư mới có nới tiêu chuẩn về mắt đối với thanh niên trúng tuyển. Cụ thể, trước đây công dân bị cận thị, loạn thị sẽ không đủ điều kiện nhập ngũ. Nhưng nay, nếu cận thị, loạn thị đến 1,5 độ mà sức khỏe từ loại 2 trở lên thì vẫn đủ điều kiện nhập ngũ. Theo trên cơ sở đó thì theo cũng thực hiện cái thông tư 105 mới, thì những cái trường hợp mình nghi ngờ về mắt của năm rồi thì cơ quan quân sự sẽ chuyển về hết, đủ điều kiện hết năm nay để cho kiểm tra phân loại sơ tuyển lại. Đó, trên cơ sở đó thì cũng có thể là nâng cao hơn so với năm rồi. Đó, thì cũng báo thêm là cái về cái thanh niên đủ điều kiện của năm nay là so với năm rồi cũng cao, lấy 363 thanh niên đủ điều kiện sơ tuyển. Để làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2025, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực thành phố đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố triển khai các cái văn bản chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường xã làm tốt các cái bước như công tác đăng ký tuổi 17, rà soát nguồn công dân trong cái độ tuổi theo quy định, và đặc biệt là triển khai kế hoạch và hướng dẫn cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường là tổ chức xét duyệt đảm bảo chặt chẽ. Để nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2025 và những năm tiếp theo, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Đồng Nai đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quán triệt sâu sắc, chỉ đạo quyết liệt và triển khai có hiệu quả quy trình, các khâu, các bước trong công tác tuyển quân theo đúng luật nghĩa vụ quân sự, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2025. Tin thời tiết, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai vừa thông tin mực nước chiều qua tại trạm Tà Lài, sông Đồng Nai ở mức 112,47m, dưới mức báo động 2,03m. Tại trạm Phú Hiệp, sông La Ngà mực nước 105,31m, trên mức báo động 1,81m. Tại trạm Biên Hòa, hạ lưu sông Đồng Nai đỉnh chiều hôm qua đạt mức 1,77m, dưới mức báo động 1,03m. Dự báo đến chiều nay tại trạm Tà Lài, sông Đồng Nai, mực nước tiếp tục xuống chậm ở mức thấp hơn 0,2m, sắp xỉ mức báo động 2, 112,5m. Tại trạm Phú Hiệp, sông La Ngà, mực nước biến đổi chậm ở mức cao hơn 0,75 đến 0,85m so với mức báo động 1, 104,5m. Tại trạm Biên Hòa, hạ lưu sông Đồng Nai, mực nước đỉnh chiều cao xuống chậm, còn duy trì gần mức báo động 1, 1,8m. Cảnh báo khu vực có khả năng xảy ra lũ. Sông Đồng Nai và sông La Ngà đoạn từ Thượng Lưu đến các địa bàn, các huyện Tân Phú, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai, hạ lưu sông Đồng Nai, mực nước trên các sông suối trên hệ thống sông Đồng Nai ở mức khá cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông suối, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các sông suối, bãi sông, bờ suối.